Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay. Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 Vĩnh Long 46. Giải 8 Bình Dương 94. Giải 8 Trà Vinh 28 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay. Thank you.
giải đặc biệt Vĩnh Long 992950, giải đặc biệt Bình Dương 567397, giải đặc biệt Trà Vinh 448137. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.